Tương ứng với ban giám đốc, với các anh em, nhất là của khoa hồi sức của tôi, thì mặc dù là cô hưu, nhưng mà tôi sẽ đồng hành với các em. Khi nào hết dịch thì tôi mới ngừng. Một đoạn video được ghi lại mới đây tại buổi họp giao ban ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khiến nhiều người xúc động. Trong clip, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Phụng, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Thế nhưng, bác sĩ Phụng đã xin được ở lại bệnh viện để tiếp thêm niềm tin, kinh nghiệm điều trị cho y bác sĩ đàn em ra tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đối với tôi, bệnh nhân là trên hết và bệnh nhân là cái trung tâm, là cái động lực lớn nhất để mình ở lại. Không chỉ luôn ở tư thế sẵn sàng trong cuộc chiến chống Covid, nữ bác sĩ này còn là người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp trong công việc. Sự ở lại của bác sĩ Phan Thị Phụng hết sức có ý nghĩa đối với bệnh viện và đặc biệt đối với y bác sĩ trẻ có được một cái tinh thần rất là lớn khi có một người chị đứng sau lưng. Cô giống như là lúc nào cũng là người tiên phong để đi trước những cái hoạt động để cho tụi em dưỡng tin em theo sau. Anh em đã viết cái đơn để xin trở lại bệnh viện cùng cô và đồng nghiệp chiến đấu. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, từng ngày, từng giờ, bác sĩ Phụng vẫn cùng những đồng nghiệp của mình căng thẳng giành lấy sự sống cho bao bệnh nhân COVID-19. Công việc bận rộn, không quá nhiều thời gian để ngơi nghỉ, nhưng chính tinh thần tình nguyện cùng những đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực cho bác sĩ Phụng. Một bệnh nhân được cứu sống đó là cái niềm hạnh phúc lớn lao của bản thân tôi nói riêng và cả một tập thể của khoa hồi sức nói chung. Bản thân cũng cầu nguyện để cho mình có sức khỏe để mình phục vụ lại cho bệnh nhân.